Greetings, Seeker. Your contract is Igor Sekov. He is CEO of Sekoil, Siberia's largest oil exploration and production company. Igor's father established the company and made a fortune buying state-owned assets during privatization in the 90s. But Igor was more interested in guns, cars, and girls than business. And during the Siberian War of Independence, he fled to London. There he met Olga Kurchatova, the party-loving youngest sister of the Siberian Prime Minister. Their marriage brought Sekoil and the Siberian state even closer together. They now plan to reclaim the disputed territories of the Arctic by sabotaging oil rigs belonging to Russia, Denmark, and the United States. They will leave evidence that implicates the Siberian wolves. Sekov is on his way to his local office at the Kolchak seaport. His chief strategist, Leonid Nishlev, will also be there, coordinating the assaults. He must be eliminated too. Sekov's death won't be enough. You need to recover their list of primary targets. Find their electronic logbook at the port. Retrieve its contents. Along with his smartphone, we need to know who inside the government knew of his plans. Finally, we need you to plant explosives on the nuclear-powered icebreaker. It must never leave the port. Scupper their plans, Seeker. Cái con chắc. Mình chào mừng anh em đã quay trở lại với hợp đồng vận tải của mình nha, phiên bản hàng hóa luôn em ơi. Sekov has just arrived. Sau khi mà mình hoàn thành his wife số is hợp đồng trước á, không có meeting in there. Got it. Mình được thông báo là cái thằng mục tiêu của mình vừa đến cái cảng. The lighthouse. A good spot to camp. Nơi tốt để cắm bắn rồi, ok. Sau khi mà hoàn thành những hợp đồng trước anh em, mình dư một số tiền để mình nâng cấp skin cũng như là vũ khí lên. Lúc mà súng mình cũng hơi bị xịn sò nha. Đây, cái nỏ của mình đã được trang bị khá là nhiều phụ kiện. Súng lục của mình đây thấy đẹp không? Seeker, we have new intel. We have learned that Kurchatov ordered the secret police to bug his brother-in-law. Where is the trust these days? Mày cái gì lúc anh rể nữa đây? Người ta chơi game ngộ khỉ thì mình sẽ chơi game ngộ nghỉnh đấy nè bạn. À, mình phải công nhận cái con game ngộ khỉ hay quá nè bạn, nhưng mà mình chưa có điều kiện để chơi. Máy mình hơi yếu. Tiền thưởng đây rồi, kích hoạt sang tiền thưởng. À, thằng này đây chắc. Đây, một bé. Thằng bắn tỉa. À, hai thằng bắn tỉa. Đây là một dạng game bắn súng FPS có nhìn thứ nhất, nhưng mà nó là thể loại bắn tỉa cho nên là mình phải kiên trì anh em ạ. Mình không thể nào bắn theo kiểu Rambo như Call of Duty hay Battlefield được. Bây giờ mình phải tính toán làm sao đường đạn rồi khoảng cách cũng như là vị trí của mấy thằng này để không bị phát hiện anh em. À, hai thằng này đi chung nè, thằng Khứa này là cái thằng gọi là mắt diều hâu nè, nó chuyên gia để nó quan sát để nó báo tin tức. Mấy này là chỉ là mấy cái thằng kiểu đi canh gác thôi. Mỗi một thằng cái vị trí khác nhau là nó sẽ hiển thị trên cái biểu tượng của thằng đó đấy, biểu tượng trên đầu của thằng đó. Với thằng này là thằng trang bị súng máy với là giáp bảo hộ khá là xịt sò. Mình hay gọi vui là Iron Man ấy, mà bắn trâu cực. Đạn thông thường như là hai ba viên mới giết được nó. Thì cũng như những cái video trước mình làm thôi. Anh em muốn bán con này, anh em chơi được thì anh em phải trước khi anh em làm nhiệm vụ nó phải kiếm cho được tất cả vị trí của những thằng còn lại.
ví dụ anh em bắn một cái thằng này mà thằng kia nó đứng gần ấy, nó sẽ phát hiện, sẽ báo động là anh em kiểu như là làm cái nhiệm vụ rất là khó, mà lúc đó nó sẽ đi bất chắc đi đường một tỷ này, không biết là mình có bỏ sót không nhở? Sao ít như vậy được ta? Thằng này hiện tại là bắn tỉa mà không có không có bồ nè, không có support nè. Bây giờ mình bắn thằng này thì cái thằng này nó có thấy không ta? Ok, dứt. À, mình bắn SML ra luôn mình mới để dành được 5 viên đạn đặc biệt anh em ạ. 5 viên đạn này nó đặc biệt ở chỗ là khi anh em ngắm bắn anh em sẽ không cần phải canh khoảng cách cũng như là cái hướng gió nha. Tầm đâu là dính đó thôi. Đây ví dụ em, cái thằng mắc nhiều không nó bỏ đi rồi nên mình phải canh thủ. Mình phải tiết kiệm, đổi qua đạn thường. Bây giờ là mình phải giết được cái thằng diều hâu đây, tại vì nó đi khuất rồi. À, bên này có ai em ta? Ủa ai sao bên đây còn nữa? Daily nè, đây rồi. Mét 224 nè. Mẹ không được rồi em ạ, nó gọi radio rồi. Thằng nào mà đi lên đây là mình phải bắn nó gấp. Ui sao mình đổi bỏ sót nhiều vậy ta? Ui nghe đây ba thằng lớn. Thằng này mình đợi nó gọi điện xong là mình phải phơm nó ngay. 223 là gần 250 đi. Ui sao thằng này nó biết? Trời ơi, kiểu như tiếng đạn nó bay ngang thằng này, các bạn thấy anh em à? Ảo vậy. Cái game khó thế. Trời ơi, bị phát hiện mày nó rồi. Chơi bời gì nữa. 257 hả? Trời ơi, tí là siêu phẩm rồi. Quảng cao à. Khuất rồi anh em ạ. Không giờ, không giờ. À mình quên mất. Phải xử hai thằng dưới đây đó. Một viên đi luôn à. Ôi thằng này cũng ống dòm luôn à. Sao ống dòm nhiều vậy? 284 là khoảng này. Đi. Quải liền là mình bắn theo cảm giác luôn em ơi. Không được rồi, mình phải chơi theo kiểu Rambo rồi. À. Nào đây, tao chơi bắn cối đây. À, tao thấy mày rồi nha. Ủa bắn trúng luôn. Mày phải chết. Nhóc mày phải chết. Còn nhiều thế nhờ. Rồi nó núp luôn rồi. Bây giờ mình bắn xuyên ở đây được không ta? Ui xém được anh em ạ. À. Không được ta. Ôi, mình chơi thiếu assassin vậy, á lộn gì, Rambo vậy. HQ, sẽ đổi qua mũi tên nổ thêm rồi, tăng sát thương lên. Khi bộ này quá. Chắc là bọn nó không có biết mình đu dây xuống đây đâu.
Nếu mà mình dùng đạn nổ thì mình lại đánh đồng tụi nó rồi. Tiên được không nhỉ? Romeo 3 to base. We have enemy fire somewhere near. Over. Má tao mới thanh niên núp à. Ôi. À, nó bị ngáo à. Game này mình thấy nó kiểu lỗi lỗi sao anh em ạ. Tức là khi mà mình chuyển động mình cảm giác nó không được mượt nha. Lớp gì ai chơi trời. HQ, Oscar 2-1, shots fired close, source unknown, over. Đây, cái gì đây, cái gì đây. Hắc, đây rồi. Alan que luôn mới ghê chứ. À, có một thằng nó tới. Quán nó thấy rồi. Romeo 3 to base. We have enemy fire somewhere near. Over. Trời ơi, tôi đang làm game bắn tỉa mà trời. Kỹ. Bắt chờ thì kiểu assassin nó ai lọt như Rambo rồi anh em ơi. Rambo-ti. Khứa này nó núp nè. Ui không được, không được. Thấy mình đó xuống văng là mình chết lạnh đấy. Đây rồi, mục tiêu của mình đây rồi. Vẫn chưa biết mình kìa. I've updated the exfil coordinates on your map. Xuống dưới sông rồi. Ôi, con game này làm cái cơ chế đu bám đỉnh nhờ. Game hay gì anh em ơi. Thời hai thật. Còn thằng nào nữa không? Ly rồi. Vậy chứ bây giờ là mình phải đi tới kia mình trả nhiệm vụ nè. Đấy anh em thấy không? Đấy, những cái cột sáng đó là mình gửi dữ liệu về đấy. Để mình giết cái thằng kia nằm đầu trên đây nè. Mình còn một thằng.
nó chết ở bên đây luôn mà kiểu bây giờ nó mới đi vệ sinh vô hay sao ấy. Không biết cái gì luôn á. Chán thiệt với thằng này. Nuôi tốn cơm. Đây, có súng này, có lựu đạn này. Đi gửi dữ liệu. Có hai cái hả ta? Anh em có thể mở bản đồ lên để anh em coi ha. Ok. Giờ mình ly được cái chỗ này rồi đó. Cái chỗ mà có cọng dây như vậy này nè là sẽ leo được ấy. Đấy. Game mình đứt chỉ là ngộ nghĩnh. Coi là nhiệm vụ coi. Hack nhật ký điện tử à. Nó khu vực nào nha. À mình chưa tới. Khu vực này lia nè. Khi em chọn vô cái nhiệm vụ là nó sẽ hiển thị cái khu vực cho anh em. Ờ để mình không bị bỏ sót á. Khá là hay. Đây chắc là gần mình nè. Đây rồi. Ủa? Gửi chưa? Vì vậy mình mới thấy nó sáng sáng lên mà. Cái gì vậy má? Ở đây nguy hiểm vậy? Không có ai đâu. Không được, nó báo mình đi ra ngoài rồi kìa. Bây giờ chỗ đó nó còn ở một cột với ta. Mình cảm giác cái game này nó lỗi anh em ạ. Đây nè. Rõ ràng cái chỗ này là mình sẽ chuyển dữ liệu về được nè, thấy không? Đó, bây giờ nó mới đây nè. Game lỗi vài chữ ra. Đó. Data is secure. Job done. Well done. Proceed to the next one. Ok, thì tạm thời cái hợp đồng của mình là tới đây anh em nhé. Anh em ở tập tiếp theo đi.